Đó. Ôi, 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 rớt mấy chú ra ngoài. Con này. Vãi càng. Cái càng. Ê, ui. Trời ơi, nó cái trái nhỏ nhỏ nhỏ. Nhà mình á, nhà mình thì thường ăn cái trái nhỏ 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 vậy nè, cứ ăn hỏng trái. Mình trồng miếng nào cũng có thịt. Ồ, mấy cái bên thịt viên kia chắc mẹ làm cho vợ con đúng không? Mấy cái viên riêng là cả nhà. Như mấy viên xíu mài nữa. Ai. Ô qua nhồi thịt. Ừ. Nghi mấy món này không đi. Món này trong mấy tiệm cơm thường thường là có ô qua hầm được không? Đó, nè. Ăn luôn. Hello, chào mừng chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Hùng đây. Bây giờ là ban là một buổi chiều rất là mát. Tại vì mới có một cơn mưa cả nhà. Mới có một cơn mưa rất là lâu, mưa dầm á. Giờ ba mình sẽ ra đây để coi coi có cá hay không. Đây là cái giớn nè cả nhà. Vừa rồi thì có cái clip mà mình ăn cá rô phi á. Ăn cá rô phi chân tương thì phải. Cuốn bánh tráng á là ba mình có làm cái giớn á. Cái giớn đó là ở tít trên kia kìa cả nhà nhớ không? Thì ba mình sẽ chúc cái giớn này trước. Rồi lát nữa lên kia chúc tiếp. Cả nhà thấy con cá không? Bên trong có con cá kìa. Đó, nó gọi là nó búng á, nó búng búng hồi lên tới bên trên luôn, nó mắc cạn luôn trên nè. Đó, đó. Giờ ba mình sẽ coi coi nhiều không nha. Ít đâu à. cái tại vì cái này không phải là cá dưới cái đìa này nên tại vì cả nhà nhìn là cái ống cống này nè, nó từ bên đây, nó từ bên ruộng bên đây nè. Nó qua. Đây, quay cảnh ba chút. Có. Thấy không, mấy cái con cá trắng trắng nè. Trong đây chưa không thấy cá rồng rồng không ạ? Chưa không có. Dạ. Thấy. Cá sặc. Rồi cái này thả luôn. Thả ở dưới luôn. Thả luôn. Ô, thả luôn cả nhà. Có cá chê không ạ? Cá chê con rồi đúng không? Đó, xong. Giờ mình sẽ đi lên trên kia. Đây nè, mình cho cả nhà coi nha, bên đây cái lúc hồi nãy trời mưa á, nước nó chút xuống á, cá nhiều lắm, không biết giờ còn không. Đó, vẫn còn nè. Đó, nước nó từ ruộng á nha, từ cái ruộng này nè, mưa là nó sẽ dốc xuống, nó chút ở đây và nó vô cái lỗ này nè. Thì cái lỗ này nó sẽ từ đây nó qua dọc bên đây. Tại nước nó hơi đục á, chứ đó, cả nhà thấy cái cá không? Bên dưới nó nhiều cá. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tới cái giớn này thì mình hy vọng là nó tốt hơn. Tại vì cái giớn này á, là nó sẽ có cá từ bên cái đề này và cá từ bên cái mương bên đây. Từ bên cái mương bên đây nè, qua một cái ống cống đây. Rồi giờ ra coi nha. Trời ơi, nó rung luôn à. Không biết nhiều. Không biết nhiều hay không mà mình thấy nó rung luôn. Wow, đó đó cả nhà thấy không? Bên đây nè, đây nè. Trời ơi. Cái này nhiều hơn bên kia hả ba? Có cả cua nữa. Đó. Ôi, ôi, ôi. Rớt mấy chú ra ngoài. Cá lóc vậy ta. Cá lóc hả? Ồ, có mấy ốc bù to ghê luôn á. Chứ qua chỉ vậy thôi là có một bữa ăn rồi cả nhà. Giờ ba mình đặt nó lại. Mỗi lần mà trời mưa thì cá nó chạy nhiều lắm. Đặt lại để những con cá sau đó, nó vào tiếp. Và buổi ngày mai lại ra thăm. Nên gọi là thăm giớn cả nhà, là sẽ có cá. Quay gần cho cả nhà coi. Ui, con cá này cũng lớn rồi nè. Cá lóc với cá chào. Cá cào cẩn nè. Cá mấy cái này cá xuống. Cá gì, cá sặc. Cá sặc rằn. Cá sặc rằn. Cá lò thô mình á. Dạ. Thôi ốc bu. Thả xuống lại. Có cá mè. Cua nè. Cùi cái càng nữa cả nhà. Ui. Con này. Quái càng. Cái càng. Ê, ui. Đúng rồi, kẹp đầu luôn á. Đau lắm à. Kẹp máu chứ dẫn đâu. Dạ. Ồ, con kia càng đúng lực luôn á. Rồi. Mấy chú cá mà cũng còn nhỏ nhỏ thì ba mình thả, còn mấy cái con cá rồng rồng này là kiểu mình kho quéo lên ăn ngon lắm. Dạ. Yeah. Cũng
thì mình đây nó nhiều quá cho nên mình lấy không ít thả lại. Dạ đúng rồi. Nhiều lắm. Đây nhiều cực kỳ. Rẻ quá trời luôn mà. Mà kiểu như mấy con cá lớn khác đó còn ăn luôn hả ba? Nó ăn luôn mấy con rồng rồng này luôn á. Chứ. Dạ. Cái lớn con bé mà. Dạ. Đây đây nào. Đây chú cua này, chỗ cái càng nè. Ôi. Cái càng nó vậy chắc nó không kẹp được mình đâu ba. Được chứ. Ý là vậy nè. Cái này là nó kẹp cái máu luôn rồi. Ví dụ nó hai cái này nó đụng vào nhau mất tiêu rồi sao mà nó. Nó kẹp dính ngay đầu rồi nè. Dạ. Yeah. Ngay đầu á. Đó. Đó. Rồi. Vô nha. Ui, ủa sao ba đi rồi. Bỏ con này vô nè. Lại là góc bếp quen thuộc vào mỗi ngày. Thì hôm nay để coi mẹ mình nấu món gì đây. Nhiều món ghê. Đó. Mẹ giới thiệu cho con những món ăn hôm nay được không mẹ? Cái này mẹ nấu canh củ từ với nấu với cá. À củ từ cá nó chê. Có màu trắng trắng nè cả nhà, đúng rồi. Hồi đó mình ít khi ăn món này nhưng mà mình cũng từng ăn qua nên mình nhớ. Ui cá chê. Cá chê. Cá chê này là nhà nè. Nhà. Dạ. Nhà ba chút luôn. Nhà ba chút ha. Ừ. Đó, còn ở bên đây là món Bên đây thì mẹ nấu ổ qua hầm. Ổ qua hầm. Cái khổ qua này con thấy nó cháy nhỏ nhỏ hả mẹ? Nó nhỏ là ổ qua ngọn, lên trên ngọn người ta không xịt thuốc, có con mẹ đi lại đám á. Dạ. Cái mẹ thấy người ta hái, cái mẹ mua về. À mua luôn đúng không? Nhưng mà nó đắng không mẹ? Nó cũng đắng chứ ổ qua thì ổ qua đây phải đắng. Đắng mà đều cũng được. Cũng nhẫn nhẫn đúng không? Nhẫn nhẫn. Cái bên trong là cái khổ qua này mẹ cũng có nhồi thịt hết luôn hả? À nhồi thịt. Ôi, giận luôn cả nhà. Còn dư lại mấy trời. Nhưng mà mình còn món nào khác không nè? Có kho cho miếng cá. Wow. Cá kho quẹt. Cá này là cá gì vậy mẹ? Cá rồng rồng, cá con rồi ba chút luôn. Có nhiều loại cá lắm nhưng mà đa số là cá rồng rồng ở đây nha. Đa số cá rồng rồng. Đó, mình sẽ ăn thêm với lại rau nè. Dạ. Rồi bây giờ chắc con nhờ mẹ múc ra đi ha mẹ. Đây. Món chủ đạo hôm nay cả nhà sẽ là món khổ qua nhồi thịt. Món này là ở dưới miền Tây là nhiều người hay làm ăn lắm. Trong mấy cái đám cũng hay có nữa. Cho thêm hành vô cho nó màu xanh nè. Dạ. Rồi giờ mình ốp cá ra nè. Ủa cái này ở củ từ. Mấy mùa đây. Củ từ mà cả nhà nhìn như cháo vậy mẹ ha. Củ từ là mình phải đập. Dạ, ý là con nhìn á cũng cứ nghĩ là cháo không á. Củ từ là mình phải đập ra. Dạ. Đây bên đây nè. Đó, múc nguyên con cá ra luôn. Cá này chắc là lại phải lấy cái chén mắm đúng không mẹ? Cái dĩa con lấy ra. À, cái này là cái dĩa, cái đầu hả? Cái đầu của nó nè. Ừ, cái đầu này. Ba chắc mê cái đầu nè. Ừ. Rồi, xong. Vậy là thơm ngon rồi. Còn cái khổ qua mẹ múc ở đây hả? Ủa con tưởng múc vào tô chứ ta? Mình múc vào dĩa đi. À, múc vào dĩa cho dễ nhìn thấy. Trời ơi, cái trái nhỏ nhỏ nhỏ. Nhà mình á, nhà mình thì thường ăn cái trái nhỏ 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 vậy nè. Dạ. Cứ ăn hỏng trái. Cái này ăn khoảng 2-3 hỏng á là hết một trái. Nhỏ vậy rồi. Wow. Nhìn cái màu nó lên tươi ghê cả nhà. Bên trong miếng nào cũng có thịt. Ô mấy cái thịt viên chắc mẹ làm cho vợ con đúng không? Mấy cái viên riêng này cả nhà. Như mấy viên xíu mại nữa. Múc cho con với ba con ngồi đi. Ôi, ngon quá cả nhà ơi. Nữa không? Cha con nữa không? Rồi, ok. Được rồi mẹ, được rồi. Dạ được rồi, tại này hai cha con ăn mà. Mẹ lấy nhiều là một mình ba ăn luôn á. Khổ qua là kiểu như con không ăn được nhiều. Tại vì đắng á, nhưng mà mình sẽ tập từ từ nha cả nhà. Rồi, giờ mình sẽ đem cái mâm cơm này ra ngoài để mình ăn với lại ông ngoại. Mẹ mình quá là khéo tay đã làm một cái mâm cơm này. Bà giới thiệu sơ qua lại đi ba. Ở đây có ổ qua. Dạ. Dầu thịt. Qua hầm dầu thịt. Hả? Đây. Còn đây là cá trê ở ao nhà bắt lên. Trời ơi, con cá đã chưa? Có canh với củ từ. Ừ. Rồi, rất là ngon. Còn có là một đặc sản của miền Tây Nam Bộ là rồng rồng khô quéo. Rồng rồng nha cả nhà. Con của con cá lóc á. Dạ. Là khô quéo. Đúng rồi. Mà cái này chắc lát mình phải ăn ăn đũa hả? Ăn đũa chứ muỗng ăn hết rồi, ăn muỗng mình múc màu hết mẹ. Màu hết. Đây là dĩa rau nhà luôn. Rau nhà. Đó, có chắc loại rau. Con súng có, gốc dừng, có lụa. Dạ. Tí tô. Rồi cái nhà sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu.
mời cả nhà. Mời ba mời đi nha. Ok anh. Tại như mọi khi như đây là cỡ 10 chén mọi nha. 10 chén thì cứ 3 4 chén còn 6 chén. Tại sáng giờ mình chưa ăn gì luôn. Mình đã bụng để mình ăn buổi giấc này cho nó rồi, ngon miệng nhất. Bây giờ mình đi có thể là đến tắm nha. Dạ. Xin lỗi cho gấp của một cái. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đồng đây. Cái đồng đồng. Đây là cái cây đồng nha cả nhà. Ồ. Nó canh của từ hết nói rồi. Mà đúng cái kiểu mà có một cái dĩa mắm á, xong rồi lấy cá ra để rẻ cả nhà. Là đúng kiểu dưới miền quê luôn rồi đó. Rồi mình sẽ ăn cái cá rồng rồng này nha. Ủa đây con thấy có cá rô nữa không ạ? Thì nó cũng lộn lộn đó con. Dạ, nhiều ghê. Mình để kho luôn. Đây. Wow, rất là thấm vị. Có hành, có ớt, cay cay, thơm. Con biết không, cái cá rồng rồng này là một cái con á. Ít thì nó có quéo nè. Dạ. Còn có nhiều nó có nước. Để nó ăn tới không lui. Còn con quéo mình ăn không có được. Nhưng mà ăn ngon, hoài cũng thấy là ngon hơn con trước. Đúng rồi, phải nhưng mà nhiều quá cũng đâu có quéo được. Con quéo là phải ít. Nó ra gần 8 cái nồi rồi, con không có quéo được. À, nhiều quá nó đầy lên. Đầy lên một lớp cá như vậy sao không quéo được. À, nếu muốn nhiều thì phải làm cái chảo bự hơn. Chảo bự rồi mà đâu có thơm, biết mình đâu có chịu nổi cái chảo. Một cá không dừng chạy là 4-5kg đi. À. Thì làm sao con kho được quéo. Đúng rồi. Con phải kho con nước để mình hâm tới mình luôn, mình ăn nhiều ngày. Dạ dạ. Hiểu không? Dạ hiểu rồi. Tính ra anh đi. Bây giờ anh ăn là khoảng 5 con cá. Mà anh ăn được 1 chén cơm. Nó mặn cả nhà cho nên mình. Nó mặn nhưng mà không phải là nó kiểu mặn gắt đâu. Ăn đến đây thì tiết kiệm cá được. Dạ. Vì cá ít mình phải kho kiểu như nào. Ừ, nửa kéo luôn. Và mình qua tới cái món món chính đi, món chính hôm nay là cái món này nè. Ăn bầu qua nhồi thịt. Ừ. Ly mê món này không đi? Em hả? Ừ. Không mê lắm hả? Không mê lắm. Đây cho cả nhà coi bên trong mình đi. Trời ơi, thịt mẹ làm nhồi nhiều lắm. Món này trong mấy tiệm cơm thường thường là có qua hầm rồi đó. Đó, nè. Ăn luôn. Chan miếng nước lên. Chan miếng nước lên. Xong chan thêm miếng nước mắm nữa. Chan nước mắm nữa mới ngon. Ủa vậy hả? Ồ, đó là cách ăn ở dưới đây, dưới quê cả nhà ơi. Thêm miếng nước mắm nha. Đó, vậy mới ngon. Dạ. Thêm một ly nữa. Nói chung ăn ngon quá. Dạ. Wow, mình ăn ít để mình cảm giác tận hưởng nó trước anh. Cắn cái lớp thịt thì nó mềm lắm. Lớp nó mềm. Mà tới cái lớp vỏ thì nó giòn giòn xíu nhưng mà cũng hơi nhẵn thôi. Mình có cảm giác là mình sắp sửa biết ăn ổ qua rồi. Không biết đâu tại tới dĩa đó bà mê về đây không? Chắc là cũng có liên quan đến món ăn là đó. Bà mê nuôi cá. À, bà mê nuôi cá hả? Cái vùng này là dễ nuôi. À. Chứ ngày xưa ở gò mối trên đó thì cũng gò, nó không có cá. À, trên đó không thấy cũng đường lộ không mình. Ừ. Bây giờ đây bên mới đầy dựng được cái ao. À. Có ăn cá quanh năm. Đúng rồi, thiệt luôn cả nhà. Em thấy không? Đấy, bữa giờ mình làm clip mình ăn cá rất là nhiều. Nhưng mà do là mùa dịch đó cho nên cũng không có ra ngoài thường. Nên mình có món gì mình làm clip cho món đó cho cả nhà coi thôi. Công nhận là cái ao đó nó giúp mình rất là nhiều trong việc quay clip thôi ạ. Nãy bên đầu, mỗi bà thăm thấy hai con cá lóc đang quần ổ đẹp. Cá lóc ở chắc cỡ một con một ký mấy á. Trời ơi, bấy hai con luôn. Hai con. Trời ơi, đã chưa? Đứng thật lâu bà coi á. Dạ. Nó thấy bà nó không sợ mà. Cách mình cũng cỡ 10 mét. À, bữa nào phải đợi vô món cá lóc thôi. Trời ơi, cá lóc thì thôi nhiều món lắm cả nhà. Bữa nào làm món cá lóc. Bữa giờ vô cá chê với lại cá rô quy là nhiều. Cá lóc thì ít. Cá lóc nước chùi, cá lóc nước cháo hả? Dạ, cá lóc á. Vô hết luôn. Đó, vô đó là hết cơm nữa. Giàu rồi. Đi mấy đám cưới ông bạn thầm dưới cái tê ạ. Gì chứ, câu thơ gì nữa hả bạn? Nó nói rồi, nó đi mấy đám cưới ông bạn ăn thầm dưới cái tê ạ. Thầm dưới hả? Thầm dưới cái tê ngon. À, cái hàm dưới, à. Trời ơi. Nghe con tưởng cái hầm dưới. Cái hàm dưới. Dạ. Để hàm dưới nè. À, hồi nãy con cũng nói mẹ á, ba rất mê cái món cái đầu cái chê này lắm.
Ngon quá. Ly đói chưa? Em nãy em mới ăn rồi. À mới ăn rồi. Đó mình để mình nấu xương được chứ mình phải dùng muỗng là khó được. Nát nữa. Ồ, thịt cá nè cả nhà ơi. Cái khúc bên trên, cái thân của nó thì thường là sẽ không có xương đâu. Nó chỉ có hai cái này nè. Hai cái ngạch của nó. Cái dây. Cái dây, hai cái vây. Thấm với nước mắm nha. Thịt nó hơi hơi dai luôn cả nhà. Đậu quá. Xuống đây còn, đây còn món rắn nữa không? À, nhưng mà mùa này có thấy ít rắn vô mà. Tại ba không đặt. Ông đặt dưới hầm. Giờ bà đặt dưới hầm là rắn vô nhiều. Món rắn thì là món rắn xúc bánh đa không? Ừ. Rắn bầm là xúc, xúc bánh đa. Rắn hút ráo. Mình nhớ cái lúc mà mình vào đây nè cả nhà, lúc mà mình chưa lấy vợ luôn á. Thì mình hay vào đây rồi cái ra đằng sau nhà mà có mỗi lần có tiệc á là hay ra để bầm rắn. Trời ơi bầm mỏi tay luôn á. Là kiểu như cái đó là mình phải bầm cho nó nhuyễn, bầm xương luôn. Để mà mình xúc với bánh đa mà nó giống như thịt băm vậy đó nha. Mình bầm ra hổ giống như thịt băm vậy. Ăn ngon lắm. Ăn kiểu như nó lâu nó có mấy cái miếng xương á, nó cứng, nó nhai kêu rốt rốt rốt. Nói chung là cái tháng này cá mình đang đẻ mình bắt ăn ít thôi chưa dám bắt nhiều. Đã cho đẻ chứ? Để cũng đẻ. Rồi đẻ lớn lên rồi lúc đó ăn không hết à? Qua tới tháng 8, tháng 9 cá. Nhưng mà hết đẻ rồi. Nó ăn không hết vậy chắc mình phải đem bán không ạ? Nó bán nước chứ. Dạ. Mình đầu tư mình bỏ tiền ra mình cũng tốn tiền để nó rộng. Đúng không? Dạ. Mà cá làm rồng mùa này mắc không bà? Mắc à? Khoảng bao nhiêu nó ký? Nó có rẻ nhất cũng 200 ngàn ký. Còn thế mà lúc bắt là 200 mấy 300 á. Nó là ba bán người ta hay là... Thì mấy cái chỗ mà nó đứng ra nó bán á. Nó ngồi nó bán, nó trang nó bán lại. Mình thấy nó bán giá vậy đó. Còn ba bán người ta thì sẽ rẻ hơn. Rẻ hơn. Nó bán cho mấy người bán. Dạ. Nhà đó vườn lúc nào có rẻ hơn. Mình nhớ cầm rồi. Anh Củ Từ, bà biết cái món này mới đầu con nhìn con tưởng gì không? Cháo à? Đúng rồi, giống cháo rồi nha. Một mấy miếng hành thì tưởng thơm thơm nè. Rồi gặp bể Củ Từ phải bầm vậy nè, mới mới ngon. Chứ để mà sắc mà khúc khúc lớn quá không? Nó không có nước, nó không có lền được vậy. Củ Từ phải nấu lền lền vậy mới ngon. Giống như lá vàng các bạn. Ủa, trứng bơi. Cả nhà, trứng cá chê nè. Đây, thấy chưa, con cá chê có trứng nha. Nói chung mùa này là đa số cá có trứng. Mùa này đã có rồi. Cứ tưởng tượng mình đang ăn trứng cá tầm á. Trứng cá hồi. Cũng giống như cái món lá vàng á. Nếu mà cả nhà muốn mà nó chua và nó gọi là nó đậm đà nhất á thì mình phải băm lá vàng cho nhuyễn ra. Đúng rồi. Chứ kiểu mà mình cắt mấy miếng mình bỏ ra thì nó bỏ vào trong nồi thì nó không có nó đâu có chua gì đâu. Dạ. Nhờ gì đâu nó chua. Ôi. Ôi. Mấy gà. Mấy gà thấy ăn nữa ra nó giòn miệng. Ngon quá. Không biết lý do tại sao cá mà nhỏ nhỏ cỡ này nó mắc rồi. Kiểu như nó dễ ăn hơn mấy con cá mà to. To nó rõ mà có xương. Dạ. Nhỏ như thôi, xương nó quá nhỏ mình ăn mà cũng không biết. Cũng giống như là bây giờ cả nhà mua 1 kg cá chê và thì xương của nó cũng mất một khoảng 100g rồi. Thì con cái này là mình ăn được hết luôn. Rồi gà lên. Người biết quan trọng nhất ăn cá con này là gì? Giờ ăn luôn xương. Dạ. Nhất là con nít ăn cá con này là tốt lắm. Cũng được luôn. Vì ăn cá lớn mình phải dẻ xương ra. Mình lấy thịt mà thật không. Có tiền nữa mà ha. Còn cá này là ăn thôi là ăn luôn xương là cá nít cũng chắc xương. Chắc xương luôn. Có canxi với cả nhà. Xương với cua đúng không ạ? Hai cái đó. Xay ra. Cua thì xay ra ăn. Cua đồng ăn bổ lắm nha con. Dạ.
bữa nào làm clip có liên quan đến cua, canh cua. Canh cua mà ở miền Tây mình có mà. Có chứ. Có luôn hả? Canh cua nè, nấu cháo củ môn cua. Cua lẩu hả? Nấu cháo củ môn cực kỳ ngon. Cực kỳ ngon. Canh chua, canh cua thì ở miền Bắc á là sẽ có món canh cua rau đay. Canh cua rau đay. Nhà con cũng hay nấu món đó ăn. Mà cua không phải mà làm mà giống như đánh nhuyễn giống như dưới đây đâu bà. Nhà con thích ăn từng cái mảng cua nó còn đồng ở bên trên á, bên trên cái mặt nước của canh đó cả nhà. Chó nó dí con gà. Cái rau đay á mà để già tước rồi ta làm bao bố con. Bao bố. Con không biết luôn. Thì ở trên thành phố thì chỉ biết cái loại rau dùng để ăn thôi chứ ai nghĩ nó làm cái gì đâu. Đó gọi là cái đai. Rau đai. Rau đai đó là tháp nó vô đây. Nhật cái nó vô đây nó phá lúa, phá ruộng lúa tầm đai. Nhưng mà món nó cũng ngon mà. Nó trồng mày để làm mục đích gì? Tao lấy nó dùng để làm phục vụ chiến tranh. Để làm bông bố nữa. À đực mấy cái kia đúng không? Lâu đực người quăng nước. Nó ác quá. Thôi. Nhật là phát tiếp nữa đúng không? Phát tiếp Nhật tới 45. Chắc 2 triệu người chết thì nhờ gì chiến tranh. Không phải chỉ riêng nước Việt Nam đâu bạn. Hàn Quốc rồi Nhật Bản nữa. Bởi bạn này ở Nhật người ta đền bù nhiều lắm. Bảo nó. Hàn Quốc với Trung Quốc lột. Nay nó phải đền bù chiến tranh nhiều. Mặc dù là chiến tranh đã qua nhưng mà tội ác thì bắt buộc phải trả giá thôi. Đức Y Nhật bà tên. Cái này nghe sợi rau có giòn ghê không? Đi quay gần cái cá này đi. Ở đâu đó trong đây có một con tép. Tép này là con phải mời ba. Đó. Trứng nè. Ớt nữa. Trứng nè. Ui. Con ăn đi. Đây. Dạ. Con mê lắm. Con gấp lên. Đây trứng nè cả nhà. Mình chấm với mắm nè. Cả nhà nghĩ mỗi lần nó đẻ nhiêu đây nè, bảo sao mà cái ao không nhiều cá. Ít thôi. Nó ngon quá, mình để dành mình ăn. Hôm nay mình làm xong cái hàng rào mình rồi. Chứ mấy năm trước chưa làm rào đó, cái mưa lớn thì cá ra đó. Leo lên đúng không? Leo lên cái bạch trung bình cái thời tiết nó bắt. Đâu có làm được gì ta. Nay mình làm được rồi thì cá có bao nhiêu là nằm hết trong đây, không đi đâu hết. Thì mưa đầu mùa cá nó đi dữ lắm. Nó đi lên nó đẻ mà. Nó vô cỡ nào nó cũng leo được á. Bữa con coi clip kia con thấy á. Chỉ có dách đứng vô tường xây là không leo được thôi. Dạ. Bữa con coi clip kia con thấy á, cái con cống nó chạy nước xuống rồi bạn. Chạy nước xuống cái tường rồi. Mấy con cá nó bu lên. Xong rồi nó bám vô tường mà nó bơi vậy nè. Một cái dòng nước mà nó lên trên luôn, hay thiệt á. Đó đi đó. Dạ. Mà kiểu như mấy con cá này cả nhà nó lên bờ mà có nước á là nó cũng sống được nữa. Lên bờ có nước mà sống được. Chỉ mà trời thì hợp trời nắng quá thôi. Đi mưa dầm là đi cả cây số. Cá đi, nó vừa dập cả đi mà. Nhưng màu lắm. Cứ lắc đi. Có năm mình nhớ cá lên đây nè. Lên sân mình nè. Lên, nó, cả nhà nghĩ cái ruộng ngoài nhà mà cá nó lên tới sân. Năm đi ba. dập này nè. Có dừa đây, bỏ bê, bỏ đi bắt. Bắt cá rô á, nó lên nè, trời ơi. Nhìn mà hết hồn luôn. Còn mấy con đó nó cứ lên rồi chứ nó không biết nó đi đâu thôi bà hả? Thì nó đi theo cái nước, cái chỗ nào có nước nó bàn bán. Như nó đi qua bên đây đâu có nước đâu mà nó cũng qua tới bên đây luôn. Có khi nó đi đã chết luôn á. Nó tập nước chết luôn á. Đúng rồi. Nó đi mà nó đâu có biết đường đâu.
Nó không có Google Maps đúng không? Mình đi có Google Maps mình còn tới nơi. Ôi. Đây là lát. Lát chế được kiến bu. Miếng ăn. Cá ăn kiến, kiến ăn cá. Lúc đó là bắt đầu kiến ăn cá rồi đó. Dạ. Tóc thuế thì bị con khác ăn không? Dạ. Bởi vậy đừng có nghĩ mình hay thôi hả? Bởi vậy. Trong xã hội này đừng nghĩ mình hay. Nghĩ mình có chút đỉnh tiền mình trong tường ta. Dạ. Sau này không tới được. Tới chừng mình bị suy sụp cái nhiều khi người ta là người mà mình tin thường đó là người mà giúp mình. Xưa nhà mình đây rồi, nhà ông già ông nội con á. Dạ. Ông nội con nội á. Trồng tới mùa mưa xuống có trồng mấy loại. Củ môn nè, củ từ nè, tôm nở nè. Ồ. Cũng rau muống nè. Rau muống nè. Rau cá nè. Đó, vậy là sống luôn, thoải mái. Mấy cái loại củ mà mới kể là nấu canh cái nào nó cũng lên hết á. Củ môn, củ từ, mấy củ khoai mỡ. Khoai mỡ. Xung quanh nhà có dằn bầu, dằn mớp. Đa số là ăn đồ ăn nhà không hồi xưa á. Dạ. Ít có ra chợ lắm. Mấy cái này các bạn, trên thành phố người ta không có đồ ăn. Phải ăn mì gói, bánh mì không. Mà tới nỗi mà có mấy người ta cũng coi cơ nhìn mâm cơm dưới quê mà người ta cũng thấy thèm luôn. Thèm nhất. Con mà không có ăn cơm mấy bữa mà con thấy cơm cũng thèm này. Tuy là mâm cơm mình đơn giản nhưng mà người ta vẫn thấy thèm luôn. Thèm chứ. Chứng tỏ là người ta đang không ăn cái món này lâu lắm rồi. Đây. Cơm, một cái mâm cơm của mình là nó đủ, vừa có rau, vừa có canh nè, mặn có nè, lạc có nè, ha. Dạ. Yeah. Khô mặn là đây, lạc ở đây, canh đây, rau đó. Rau. Đầy đủ. Còn đường cái là đồ ăn mình tự kiếm thì đỡ tốn tiền. Không? Dạ đúng rồi. Con nghĩ cái mô hình mà kiểu như mình cứ trồng, mình nuôi, mình cá, mình trồng cây cối này kia mình ăn vậy á. Nhiều người trên thành phố thích lắm á. Thì ba nói ba làm được mô hình. Đó, mô đây hình, mô hình này là được rồi. Vườn ao chuồng đó. Chuồng thì mình không có nuôi chuồng lớn, mà nuôi chuồng nuôi gà thôi. Chuồng gà. Chuồng gà. Vườn thì vườn cây xung quanh. Ao thì có ao lớn. Ao cá. Ao của ba đa số thuộc dạng lớn à, chứ không nhỏ đâu. Dạ. Ao này cái nhà lúc ba mình tính là cũng tính là cho câu cá giải trí ha. Ừ. Nhưng mà thôi để nuôi đi ba. Nuôi đi. Ta có câu gì? Cái gì à? Thương nhau của ấu cũng tròn. Đúng rồi. Đến bữa hôm bộ hòn cũng mới ấu. Bộ hòn nó tròn. Ừ. Mà của ấu thì nó sừng 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 vậy. Đó. Thương nhau thấy của ấu cũng tròn. Đúng rồi. Là ghét rồi, cái cục bộ hòn cũng mấy. Thương nhau của ấu cũng tròn. Ừ. Mà ghét cả thở cũng ghét. Ghét từ thứ... tướng đi chỗ đứng đứng đi rồi nhìn cũng khó. Tướng đi cái chỗ đứng, cái chỗ mà đứng mà đi ra rồi cũng ghét luôn cái chỗ không đó. Thèm đứng đó. Ghét vào ghét từ cái đường đi lối về, ghét luôn đường đi lối về luôn. À đúng rồi, đúng rồi. Thương nhau thương cả gì, ghét nhau ghét cả đường đi lối về. Ê, thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Nói lẹ quá mình cũng quên. Dạ. Mấy cái củ từ nữa nha. Ăn nó ra sao? Nó hơi giống khoai á. Bùi bùi không? Dạ, giống khoai môn với cả nhà. Ừ.
Cá cơm à. Xong rồi đó. Thêm miếng đá vô. Quá wow, quá đã. Trời ơi, kiểu như mà nó ăn mặn á ba. Uống cái nước mà nó đã. Gặp ăn cái này nó cũng cay cay nè cả nhà. Trời ơi. À. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Vậy là xong bữa cơm. Vừa rồi thì mình với lại ba vợ mình đã ăn một cái mâm cơm gia đình, đó chính là cá lòng tong mà kho quéo, cá hồng rồng lột ăn mà tới bây giờ mà không hết nổi luôn, tại vì nó mặn á cả nhà. Ăn với cơm rất là ngon luôn. Còn bên cạnh đó là có món canh củ từ nấu với lại cá chê. Cái món này lâu mà con cũng chưa ăn nè. Dạ. Củ từ này nhà mình hay là mình mua? Không, củ từ mình mua. Đó. Một cái món nữa cũng đặc sản ở dưới miền Tây luôn, đó chính là khổ qua nhồi với thịt. Món này ở trên thành phố cũng nhiều nơi bán cơm họ cũng làm. Mấy tiệm cơm thường có. Dạ, tại cũng đơn giản. Chỉ việc cắt ra rồi lấy hết đồ bên trong rồi nhồi thịt vô thôi. Nay mâm cơm cũng giản dị rồi cả nhà. Ăn cho qua mùa dịch. Rồi. Thì cũng mong cho dịch sẽ sớm ở đây để mình Võ Sư Lộc sẽ tiếp tục gửi đến cho cả nhà những món ăn ngon trên Sài Gòn. Thì anh em mình có một cái fanpage trên Facebook, nếu như mọi người yêu mến và muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để ở phần mô tả và mọi người hãy đăng ký luôn cả kênh Funny Hùng Vlog. Đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Funny Hùng 116 để theo dõi hoạt động hàng ngày trong sống anh em mình. Và sắp tới thì các bạn bất cứ thách nào hãy để lại bình luận comment mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho cả nhà cũng thức nha. Ok, xin chào các bạn.